Một tàu ngầm và hai khu trục hạm Nhật Bản ghé cảng Cam Ranh của Việt Nam. Đài NHK đưa tin, một tàu ngầm và hai tàu khu trục của lực lượng phòng vệ Nhật Bản đang cập cảng miền Nam Việt Nam. Trước đó, hồi tháng 9, lực lượng phòng vệ trên biển Nhật Bản MSDF đã cử các tàu của lực lượng phòng vệ, trong đó có tàu Kaga, tàu khu trục lớn nhất của Nhật để hoạt động tại vùng Biển Đông và Ấn Độ Dương. Các tàu của Hải quân Nhật Bản dự kiến sẽ ở lại khu vực này trong hơn một tháng để tham gia diễn tập chung với lực lượng hải quân các nước khác. Hôm mùng 9 tháng 10, Bộ Phòng vệ Nhật Bản cho biết tàu ngầm Sori đã tham gia diễn tập tại Biển Đông cho một tình huống trong đó các tàu sẽ theo dõi tàu ngầm trong lúc tàu ngầm lặn dưới biển. Cơ quan này cũng cho biết các tàu này đã đến một cảng ở Vịnh Cam Ranh, Việt Nam vào ngày 11 tháng 10 để nạp thêm hàng hóa nhiên liệu.